tiến với kênh người kể chuyện hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần thứ ba của tác phẩm tình như sương khói của tác giả Bùi Ngọc Phúc đang họp giao ban với các chuyên gia liên xô Thịnh nhận được tin xét đánh bố anh sau một bữa nhậu giao lưu với mấy cán bộ của sở giáo dục thành phố trên đường về chắc do rượu đã ngấm nên ông bị lạc tay lái rồi đâm vào cột điện ngay cách nhà có hai trăm mét dù được đưa ngay vào bệnh viện đáng buồn là ông không qua khỏi do cương vị đảm nhận đám tang của ông giáo thanh được tổ chức khá trọng thể chỉ có điều khiến thịnh băn khoăn lúc còn sống bố anh luôn mong ước sau này nếu trăm tuổi sẽ được về nằm trên cánh đồng quê hương bên cạnh tổ tiên quê nội và quê ngoại của thịnh đều ở văn giang hưng yên cách hà nội không quá xa do điều kiện đi lại khó khăn và bận công việc nghĩa trang bình hưng hòa là lựa chọn khả dĩ nhất từ ngày chồng mất đột ngột bà giáo thanh già hẳn đi sống một mình lùi thồi trong căn nhà rộng lớn hơn ai hết bà được nếm trải sự cô đơn nhiều lúc bà tự hỏi có phải do ngày đó ông bà không dám nhận thằng liên xô là cháu nên bây giờ bị quả báo bà có hai đứa cháu lại như không con bé bạch dương mỗi tháng được bố mẹ cho ghé qua thăm bà nội một đến hai lần hễ có chút thời gian rảnh vợ thịnh đưa con sang nhà bố mẹ đẻ chơi vì vậy bạch dương quấn quýt ông bà ngoại hơn so với bà nội lúc còn sống chồng bà có ước muốn sau này được trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn nhưng khi thấy con trai không thực hiện di nguyện của cha mình bà giáo thanh biết rằng ngay chờ ra bắc còn xa mệt mổ. Sau cơn mưa hồi chiều, Sài Gòn chính thức bước vào mùa mưa. Tiết trời dịu mát hơn nhiều so với hai tuần trước đó. Cơm tối xong, thịnh ra sân hút thuốc để thư giãn. Làn khói thuốc mờ ảo qua đôi mắt kính cận dày cộp đang đeo. Bà giáo thanh bê đĩa dưa hấu đặt trên bàn đá kê giữa sân nhà. Hai mẹ con ngồi ăn tráng miệng. Thấy con trai trầm tư suy nghĩ, bà giáo thanh khẽ hỏi việc đã đến cơ sự này bây giờ con tính sao thịnh ngước nhìn mẹ rồi cho biết anh đã nhờ bạn bè dò hỏi tin tức nhưng vẫn bặt vô âm tín nếu họ muốn giấu thì đành chịu thôi biết làm sao được thấy mẹ giả lo âu thịnh nói tiếp tuần sau con ra hà nội sau đó sẽ bay sang nga công tác hai tuần khi nào về con sẽ quyết định. Biết tính con trai, bà giáo nén tiếng thở dài không hỏi gì thêm. Hơn 10 giờ đêm, nhìn từ cửa sổ trên phòng ngủ ở tầng 2, bà giáo thanh thấy con trai ngồi im lặng bên trước bàn đá. Dưới ánh đèn cột từ sát lại, bóng của thịnh im lìm bất động như bức tượng đá. Chỉ có làn khói thuốc bay nhẹ nhẹ lên cao, rồi tan biến vào màn đêm của Sài Gòn cách đây ba năm dù tình hình các nước xã hội chủ nghĩa đang biến động mạnh không hiểu sao vợ thịnh vẫn xin một suất sang liên xô để làm nghiên cứu sinh dù làm chuyên viên của sở ngoại vụ thành phố đâu cần học vị tiến sĩ sau nhiều lần thuyết phục chồng chấp thuận cuối năm 1988 hoài dắt theo bé bạch dương mới năm tuổi theo mẹ sang liên xô thời gian đầu thịnh vẫn nhận được thư của vợ gửi về nhưng từ giữa năm 1989 thì bật vô âm tín. Sợ có chuyện chẳng lành, Thịnh đã nhờ bạn học cũ, hiện đang sinh sống ở bên đó tìm hiểu giúp. Thư đi, thư lại. Cuối cùng Thịnh được biết, vợ mình chỉ nhập học bên Liên Xô có 6 tháng. Sau đó Hoài đã dắt bé Bạch Dương sang Cộng hòa Dân Chủ Đức. Việc của Hoài có vẻ mọi người bên nhà vợ đều biết trước, riêng Thịnh không được biết. Thậm chí địa chỉ hiện nay của vợ con bên Đông Đức Nhiều lần thịnh hỏi Nhưng bố mẹ vợ đều nói không biết Chiều hôm qua Bố vợ thịnh có gặp anh đề nghị Bố mẹ hiện đã về hưu rồi Đồng lương hưu có hạn Và không đủ chi tiêu Ngập ngừng một chút Ông nói tiếp với thịnh Bố mẹ bản nhau Sẽ sửa lại căn nhà của vợ chồng con để cho thuê Vậy ý con thế nào. Nghe đến đây, Thịnh cho thiểu. Căn nhà 10 năm trước, bố mẹ vợ tặng cho vợ chồng Thịnh khi mới cưới nhau. Hiện nay, nhà ở bên quận 3 đang có giá. Tiếng là tặng cho con gái và con rể, nhưng ông bà vẫn đứng tên. Việc sửa nhà cho thuê là cái cớ để đuổi khéo con rể ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, Thịnh chuyển vali quần áo và hai thùng sách về nhà mẹ mình bên quận 9. Thấy con trai khuân hành lý về nhà Không cần hỏi Nhưng với dự cảm của người mẹ Bà giáo thanh biết Hạnh phúc của con trai đang dần tan vỡ Biết thịnh bay ra Hà Nội công tác Bà muốn trao đổi với con về thằng Liên Xô Theo như bà nhầm tính Năm nay thằng bé tròn 16 tuổi Nhìn con trai đắm chìm trong suy tư về chuyện gia đình Bà giáo thanh phải dằn lòng lại Dù sao thời điểm này không thích hợp sau chuyến công tác liên xô về thịnh cho biết trước khi về hưu bố vợ anh đã tác động để con gái được quay trở lại liên xô làm luận án tiến sĩ tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để ra nước ngoài sang đến liên xô được vài tháng vợ thịnh dắt bé bạch dương sang đông đích ở nhà người quen khi bức tường berlin sụp đổ vợ thịnh đã hòa vào dòng người chạy từ đông đức sang tây đức Bố mẹ vợ Thịnh đã nhận được thư cùng 5.000 DM do con gái gửi về. Có điều, họ đã chặn mọi thông tin không cho Thịnh biết. Sau 4 năm, kể từ ngày tiễn vợ sang Liên Xô, cuối năm 1992, Thịnh chính thức gửi đơn xin ly hôn vắng mặt ra tòa. Tình cảm vợ chồng hơn 10 năm đã mở tan trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất nơi xứ người. thời gian trôi nhanh khi mọi liên hệ đã mất thịnh đã sống yên bình với hạnh phúc mới tự dưng anh nhận được cuộc điện thoại quan trọng từ vũng tàu dù bận công việc anh vẫn xin nghỉ quay về sài gòn trong tâm trạng hồi hộp trong quán cà phê tại một khách sạn hạng sang ngay trung tâm quận nhất thịnh ngồi bên tách cà phê với tâm trạng bồn chồn mắt anh luôn hướng ra phía cửa như mong chờ ai đó chiếc taxi dừng lại ở sảnh hoài từ trong xe, tự tin bước xuống. Nhìn cô khá xinh đẹp, một vẻ đẹp đầm thắm của người phụ nữ viên mãn đủ thứ. Nhìn thấy vợ cũ, thịnh tiến lại phía hoài, khẽ hỏi. Em uống gì? Anh gọi. Sao không đưa Bạch Dương về cùng? Vừa uống từng ngụm nước, hoài vừa giải thích. Con bé đang đi học, không nghỉ được. Đến kỳ nghỉ đông, cô sẽ cho con về thăm bố và bà nội. Hoài rút trong túi sách ra một sấp ảnh của Bạch Dương cho Thịnh xem. Ngày lên máy bay, Bạch Dương là cô bé 5 tuổi. Bây giờ con gái Thịnh đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Hoài hỏi chồng cũ. Cuộc sống của anh hiện nay thế nào? Thịnh cho biết anh đã lập gia đình được 2 năm nhưng chưa có con. Lau cặp kính cận xong, Thịnh khẽ hỏi vì sao Hoài dắt con bò sang Đức suốt bao năm khiến anh phải đi tìm hoài cho biết cô đã lập gia đình và có thêm một con gái chồng cô là người đức và rất yêu quý bạch dương hoài hỏi lại thịnh vậy anh muốn biết lý do em đưa con đi ra nước ngoài bằng một giọng đều đều hoài cho biết ngày đó sở ngoại vụ tổ chức cho cán bộ đi nghỉ dưỡng tại vũng tàu vì muốn giới thiệu chồng mình với chị em làm cùng phòng hoài đã điện thoại cho thịnh ghé khách sạn của đoàn đang nghỉ suốt buổi tối giao lưu hôm đó có một người nhìn thịnh chăm chú nhưng không nói câu nào không để thịnh chờ lâu hoài thờ dài rồi giải thích rõ hơn chị thanh kế toán là người miền bắc lấy chồng xong hai vợ chồng vào nam lập nghiệp chắc anh không biết chị thanh là lớp trường học cùng chị thu người yêu cũ của anh nghe vợ cũ nhắc đến thu thịnh giật mình hiểu ra vấn đề trong khi đó hoài tiếp tục nói nhà chồng chị thanh ở ngay trong khu chị thu hiện đang sinh sống nên cô biết địa chỉ thậm chí ngày thịnh lên đường sang nga du học theo lời đồng nghiệp kể lại người yêu cũ của thịnh đã chịu muôn vàn đắng cay vì mang tiếng chửa hoa hoài cũng cho thịnh biết cô đã gửi cho thu một lá thư hồi còn ở bên đông đức hoài nói đến đâu mặt thịnh trắng bệch ra đến đó như vậy cuộc hôn nhân tan vỡ liên quan đến mối tình đầu thoảng qua nhìn thẳng vào đôi mắt của chồng cũ, hoài nhấn mạnh. Mọi việc về sau, em không cần nói, anh đã biết hết rồi. Để mặc thịnh ngồi chết lặng trong quán, Hoài bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ. Nghe con trai kể lại toàn bộ câu chuyện với vợ cũ, bà giáo thanh mở tủ lấy ra chiếc hộp sắt, bà đưa cho thịnh bức ảnh thằng Liên Xô hồi bé rồi nói. Thằng bé bây giờ đã 20 tuổi rồi, nếu con ra hà nội công tác ngập ngừng giây lát bà giáo thanh bồi hồi luyến tiếc bà cho thịnh biết giá như khi còn sống bố con không cố chấp và phản đối việc nhận cháu chắc mọi chuyện sẽ không như bây giờ nghe thấy tiếng xe máy của vợ đi làm về thịnh cầm bức ảnh của liên xô rồi đứng lên đi về phòng bà giáo thanh ra ngoài sân cầm giúp con dâu chiếc giỏ đựng thức ăn kể từ ngày thịnh cưới hoàn một cô giáo mầm non cuộc sống của bà đỡ buồn hơn trước hiểm nỗi hai vợ chồng chưa có tin vui đang ngồi học ở công ty thịnh nhận được điện thoại của mẹ từ sài gòn giọng mẹ anh vô cùng hốt hoảng con xin nghỉ về ngay nhà mình có chuyện rồi chuyện gì thế mẹ thịnh hỏi lại mẹ không biết đâu con về đi mẹ sợ lắm thịnh vội rời cuộc họp sớm anh kêu lái xe đưa mình về sài gòn luôn khi về đến nhà đã gần trưa mặc cho trời nắng trang trang trước cửa nhà có hàng chục người đang đứng chật kín giống như có xảy ra án mạng thịnh lo sợ bước nhanh tới đám đồng nhìn thấy anh bensi sao bàn tán khi bước vào nhà thịnh thấy trong sân có bốn bác dân phòng còn mẹ anh ngồi trong nhà đang trao đổi với hai anh công an phường qua câu chuyện thịnh được biết vợ anh dù chỉ là cô giáo mầm non nhưng đứng ra cầm vài dây hụi chết với tổng số tiền huy động khá lớn mọi người tin vào hoàn là người có nghề nghiệp đàng hoàng chồng làm trong ngành dầu khí nên người nọ mách cho người kia thời gian đầu mọi việc suôn sẻ nhưng về sau, số tiền quá lớn khiến Hoàn không kiểm soát được. Khi người chủ hội chính bất ngờ tuyên bố vỡ nợ và bỏ trốn, vợ thịnh là người trực tiếp đứng ra huy động vốn nên phải chịu trách nhiệm. Hoàng sợ do có nhiều người kéo đến cơ quan gây áp lực, sau đó kéo đến tận nhà, vợ thịnh âm thầm ôm tiền đi mất tâm. Khi biết tin Hoàn bỏ trốn, những người bị mất tiền đã kéo đến nhà để khuân đồ, xiết nợ. Rất may, lực lượng công an và dân phòng có mặt kịp thời. Nếu không, mình mẹ Thịnh đành bất lực. Thịnh hỏi người công an. Rốt cuộc, vợ tôi huy động bao nhiêu tiền vậy? Anh công an cho biết, hiện nay mới lấy lời khai của 50 người. Tổng số tiền vàng do hoàn huy động cho 3 giây hụi là 750 triệu đồng và 100 cây vàng. Thịnh nhậm tính, với giá vàng hiện nay là 512.000 đồng một cây vàng Vợ anh đã huy động được hơn 1,2 tỷ Một số tiền quá lớn Nên anh chẳng thể chi trả giúp vợ vào thời điểm hiện nay Do không yên tâm trước sự tức giận của các chủ nợ Thịnh thuyết phục mẹ mình chuyển xuống Vũng Tàu sống cùng Ngôi nhà ở Sài Gòn tạm thời khóa cửa để đó Sau khi tiếp nhận thêm hàng loạt đơn tố cáo Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã hoàn Với tội danh lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo trải qua biến cố bà giáo thanh già đi trông thấy nhiều lúc bà nắm tay con trai dặn dò như sợ thịnh quên mất sau này nếu mẹ nằm xuống con hãy đưa bố về quê ở hưng yên thịnh gật đầu cho mẹ mình vui lòng quả thật nhiều lần anh hứa đưa bà về ngoài bắc chơi nhưng bận công việc nên chưa thực hiện được khi thịnh chào từ biệt mẹ mình sang nga công tác anh không ngờ đó là lần cuối hai mẹ con gặp nhau sang nga một tuần thịnh nhận được tin giữ từ việt nam báo sang mẹ anh đã qua đời sau một cơn đau tim bà ra đi không một người thân bên cạnh có lẽ điều an ủi duy nhất lần này ông bà sẽ được trở về bắc đúng như ước nguyện khi còn sống ngồi bán hàng đến đầu giờ chiều, Thu dặn con trai trong hàng cẩn thận và không được bán chịu. Nghe lời mẹ nên cô Liên Xô gật đầu. Dù ít tuổi nhưng cô cậu khá rành rẽ việc này khiến cô yên tâm. Thu dắt cô hài kim ra trạm xá để tiêm chủng theo lịch. Khi ra đến đầu ngõ, Thu thấy có hai chiếc xích lô đi vào. Cô vội bế con đứng nép bên cạnh cho xích lô đi qua. Trời nóng, nhưng hai chiếc xích lô đều che mui và bịt kín phía trước bằng tấm ni lông. Đây là kiều chờ gái đẻ, kiêng cữ gió máy. Trên đường từ trạm xá về, thu mua cho con trai que kem mút để dỗ cu cậu nín sau khi tiêm ở tay. Hai mẹ con về đến nhà, thấy trong nhà lố nhố người đứng kẻ ngồi. Cu liên xô đang dựa lưng vào tường mím chặt môi. Thu bước vào nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì. Bỗng nghe thấy tiếng người phụ nữ ngồi mép giường vang lên may quá hai mẹ con đã về rồi tiện đây chị có chuyện muốn trao đổi cùng em nói xong người phụ nữ đứng lên cầm tay thu kéo xuống ngồi với mình người phụ nữ nói như ra lệnh mấy đứa chào cô thu chưa ngay lập tức tiếng mấy cô con gái chào lý nhí khiến thu hoang mang không thốt nên lời người phụ nữ đến chơi không báo trước vốn chẳng xa lạ bà ta chính là vợ của lão hoán không hiểu sao hôm nay bà ta cùng ba cô con gái kéo đến nhà thu làm gì đã ba năm kể từ ngày lão hoán ôm tiền vàng bỏ trốn thu bật tin lão từ đó như đoán được suy nghĩ của thu người phụ nữ ngọt nhạt nói thật ra chị và anh hoán bén duyên vợ chồng và có với nhau ba mặt con rồi nhưng anh hoán luôn khát khao muốn có mụn con trai để sau này có đứa chống gậy việc em sinh được một đứa con trai cho chồng chị đúng là một tin vui nói đến đây vợ lão hoán lôi trong chiếc túi nhỏ ra gói kẹo xanh đỏ đưa cho cu hải kim nhìn thấy kẹo là cu cậu cười tít mắt chạy ra lễ phép khoanh tay xin và cầm ngay lập tức người phụ nữ khẽ khả nói tiếp hai tháng trước anh hoán đã trở về nhưng anh nhà chị vẫn vương đến thằng cu con nên bốn mẹ con quyết định đưa anh sang đây để gần gũi với con trai của mình Trước sự kinh ngạc của Thu, đứa con gái lớn của Lão Hoán đẩy một chiếc xe lăn từ dưới bếp đi lên. Do lúc bước vào nhà, Thu bị bất ngờ và cuốn theo câu chuyện nên cô không kịp nhận ra sự có mặt của Lão Hoán. Ba năm trôi qua, nhìn Lão Hoán già và ốm yếu đến mức Thu không nhận ra. Lão bị liệt một bên người, rớt rãi chài long thòng nhìn phát tờ. Miệng Lão ú ớ muốn nói, nhưng không thành lời. Mụ vợ bên đầy xe lăn tới gần chỗ thu và thằng cu con. Mụ vợ ghé xuống sát tai chồng, rồi nói như quát. Thế là tọa nguyện rồi nhé. Từ nay ông được sống cùng với thằng con trai của mình. Bốn mẹ con tôi sẽ tự rau cháo nuôi nhau. Trước khi rời đi, mụ vợ lão hoán đưa thu một sấp tiền được bọc trong chiếc khăn mùi xoa cũ rồi giải thích. Mẹ con chị đã quyết định bán nhà, vào nam sinh sống. Đây là phần của ông hoán được hưởng. Em cầm lo thuốc men và chăm sóc cho ông ấy nhé. Thấy bà vợ cùng ba con vịt rời theo cách gọi của lão khi xưa chào mình rồi bỏ đi, lão Hoán chỉ ú ớ không thành tiếng trong miệng. Nước mắt lão chảy dài xuống khuôn mặt nhăn nheo. Cô Hải Kim chạy lại ngó nhìn mặt lão, rồi chạy ra nói với Thu: "Mẹ ơi, kinh quá." Từ ngày có lão Hoán về chung sống, Thu vất vả hơn trước mọi việc vệ sinh cá nhân hay tắm rửa cho lão, mình tay cô đảm nhận. Dù rất ghét lão hoán khi xưa hãy bắt mình ra cửa, ngồi trong xe máy, Liên Xô vẫn xuống vào, khiêng lão hoán từ xe lăn sang chậu nước giúp mẹ. Lão hoán tuy ốm đau, nhưng hay nổi máu ghen, ngồi trong nhà, hệ nghe thấy thù cười nói với đàn ông, lão với tay, lấy ấm chén hoặc chiếc cặp lồng ném ra cửa. Những lúc như vậy, Thu quay vào trong nhà quát to, thì ông có muốn tôi trở về trả cho vợ con không nghe thấy thế lão hoán trào nước mắt và ú ớ trong miệng tuy ốm đau bệnh hoạn nhưng lão còn thêm phần tai quái không còn đủ sức quan hệ vợ chồng hễ nửa đêm lão thò cánh tay không bị liệt cấu véo và bóp khắp người thu bực mình vì không được ngủ yên thu đành trải chiếu nằm ngay dưới nền nhà còn hai đứa nhỏ nằm trên gác xép nhiều hôm đang ngủ, bỗng thấy người mình ướt xuống, giật mình tỉnh giấc. Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc bốc lên. Hóa ra lão hoán nửa đêm buồn đi tiểu, dù có thể lấy cái bô để gần đó, nhưng lão ngồi trên giường rồi đái xuống chỗ thu đang nằm. Vừa dọn sạch vũng nước đái của lão, thu vừa nghĩ, đúng là nghiệp chướng Hầu hạ được gần một năm, lão hoán lại lên cơn co giật. Lần này, lão liệt giường liệt chiếu và nằm thoi thóp, không cử động được. Do nằm nhiều, toàn bộ phần lưng và màng mông của lão bắt đầu lở loét. Sau nhiều tuần nằm bất động, lão hoán mở mắt nhìn xung quanh, không biết đầu óc lão đang nghĩ gì khi hoàng hôn cuộc đời đã dần buông. Kể từ hôm sách ba lô tiền vàng bỏ trốn, lão vào tận Con Cuông, một huyện miền núi heo hút của tỉnh Nghệ Tĩnh. Chính trong những lần đi buôn trâu, lão đã gian díu với một người phụ nữ dân tộc Thái ở đây. Họ có với nhau một người con gái, chui rúc ở nơi hẻo lánh này, lão tin chắc công an không thể tìm ra được. Sống cùng người vợ hờ được hơn 2 năm, lão bị tai biến nên người vợ hờ mua gà, mua dê và mời thầy mo về cúng thần linh, nhưng không ăn thua. Nhận thấy bệnh tình của lão, ngày càng xấu đi, người vợ dân tộc đã nhờ người khiêng võng đưa lão ra đường tỉnh lộ. Hai mẹ con người phụ nữ dân tộc vẫy được xe tải quá cảnh từ Lào về Việt Nam họ khiêng lão lên thùng xe và trở về hà nội theo địa chỉ ghi ở chứng minh thư khi tìm được đến nhà lão ở làng khương thượng người vợ hờ đã nói với vợ con lão mình đã kêu mang gần ba năm rồi bây giờ là lúc lão cần trở về với gia đình mặc cho vợ con lão hoán tròn mắt vì kinh ngạc người phụ nữ dân tộc thái cùng con gái vẫy xích lô ra bến kiên liên cho kịp bắt xe về quê Lão Hoán được vợ con chăm sóc trong hai tháng Họ gọi bác sĩ đến nhà Châm cứu, bấm huyệt Tuy nhiên, vị bác sĩ nói rõ Bệnh tình của lão chỉ có thể duy trì trạng thái như vậy Sau khi bàn bạc Vợ con lão Hoán đã thuê xích lô Chuyển đến nhà thu Chiều này họ học theo cách của cô vợ hờ Người dân tộc Thái Thấy lão Hoán nằm thoi thóp Chưa chết được Mọi người khuyên thu mời sư thầy về tụng niệm kinh Phật Để lão ra đi cho mát mẻ Hôm sư thầy đến tụng kinh Cùng các bà vãi Đang nằm im lìm Bỗng lão hoán mở mắt rồi ứa lệ Khi nghe thấy tiếng kinh sám hối Sau ba ngày tụng niệm Lão hoán không ăn Không uống nhưng vẫn chưa chết Theo lời mấy bà vãi Do lão nghiệp chướng quá nặng nên mới vậy Có người khuyên thu Dỡ ba viên ngói Để ánh mặt trời dọi xuống mặt Có vậy lão mới rũ bỏ được bụi trần Nghe mọi người nói vậy Liên xô vội chạy sang nhà hàng xóm mượn thang, rồi nhách nhẹn trèo lên dỡ bốn viên ngói đúng vị trí mặt lão hoán. Có lẽ thấu hiểu nỗi khổ của mẹ, Liên xô muốn lão nhanh chết cho mọi người đỡ khổ. Không biết do các buổi cầu kinh tụng niệm, hay việc dỡ mấy viên ngói, sau đó bốn ngày, lão hoán đã về với ông bà tổ tiên. Đám tang của lão hoán thiếu vắng bà vợ cùng ba con vịt rời theo cách gọi của lão khi còn sống dù đã nhờ người hỏi han thu không thể liên lạc được với họ ít ra lão hoán đừng ngầm cười nên chín suối khi đưa lão xuống nghĩa trang văn điển cu hài kim chít khăn tang và chống gậy theo sau quan tài đúng như tâm nguyện muốn có thằng cu chống gậy và nối gió tông đường hôm làm cơm cúng một trăm ngày cho lão hoán trong lúc thu đang lúi húi trong bếp bỗng có tiếng gọi to ngoài cửa cô thu ra nhận thư nhé rút phích bếp điện chạy lên nhà thoáng nhìn bức thư thu giật mình thả thốt hai mươi mốt giờ tối đang ngồi kiểm tra lại sách vở của hải kim bỗng có ánh đèn pha ô tô tải dọi thẳng hiên nhà thu vội chạy ra mở cửa đứng đợi chiếc xe tài lùi đít vào gần cửa thì dừng lại liên xô mở cửa nhảy xuống từ bên ghế phụ thấy con trai nên thu mừng rỡ hỏi sau này về muộn thế Liên Xô lao bao kể Do hôm nay phải làm luật nhiều Từ Tân Thanh đến Đồng Bành Khi về tới cầu đuống vẫn bị chặn lại làm luật Đạt là lái xe Xuống khỏi cabin Thằng Liên Xô mở khóa thùng xe Bên trong chất đầy các thùng bia vạn lực của Trung Quốc Sau khi chất hết chỗ bì vào nhà Đạt và Liên Xô ra ngay quán phở đầu ngõ ăn tối Chưa đến 5 giờ sáng Liên Xô cùng lái xe chạy về hướng Đê La Thành nơi đó có một kho phế liệu đồng các loại được thu gom từ nhiều nguồn không riêng xe tài của đạt và liên xô trên đường quốc lộ từng đoàn xe chất đầy phế liệu đồng từ hà nội nối đuôi nhau chạy lên lạng sơn rồi qua cửa khẩu sang trung quốc bán sau đó đàn xe quay về việt nam sau khi đã chất đầy bia vạn lực xe đạp phượng hoàng và đủ các thứ hàng tiêu dùng khác nhau từ ngày đi phụ xe liên xô rắn giỏi và già hơn trước tuổi rất nhiều so với lũ bạn cùng trang lứa đưa hải kim đến trường xong thu quay về nhà cô bán bún và ghi sổ giao nhận khi các đại lý đến nhận bia các loại bia vạn lực hiện đang làm mưa làm gió ở hà nội và hầu khắp các tỉnh lân cận đám cưới đám tang hay bất kể cuộc tụ họp nào nếu thiếu vài chai bia vạn lực mọi người chê là nhạt miệng và kém sang bia nhập về bao nhiêu được tiêu thụ hết bấy nhiêu trừ mọi chi phí mẹ con Thu cũng để dành được một khoản tương đối. Rút kinh nghiệm xương máu từ vụ vỡ quý tín dụng nhân dân năm 1989, hễ có tiền là Thu mua vàng và cho vào ống bơ rồi đem chôn ngay dưới bếp cho chắc ăn. Hồi đó khi vợ lão hoán rúi vào tay Thu sắp tiền được bọc trong khăn mùi xoa, cô đã không động đến một đồng nào rồi đem gửi tại quý tín dụng nhân dân với mục đích lấy tiền lãi, trang trải cuộc sống. Bẵng đi một thời gian, Thu nhớ mãi sáng hôm đó đi chợ về, cô thấy bà con đứng đông nghịt trước quỹ tín dụng nhân dân nơi mình gửi tiền. Ghé vào hỏi han, Thu tá hỏa khi biết các quỹ tín dụng nhân dân đều bị vỡ nợ. Bản thân người cầm đầu ôm tiền bỏ trốn. Của đau, con sốt, Thu choáng váng và lăn ra ốm mất hai tuần. Tay trắng, lại hoàn trắng tay. Việc mua tivi cho con chỉ là ước mơ. Vì ham lãi suất nên khi bán lợn. Thu dồn hết tiền đem gửi cho quỹ tín dụng để lấy lãi. Từ sau lần đó, Thu đã thực hiện theo đúng câu, đồng tiền liền khúc ruột. Trong số khách quen hay ghé hàng ăn sáng, uống trà chén khi rảnh rỗi có đạt, cậu này vốn dân lái xe đường dài, chạy tuyến Bắc Nam. Sau ngày mở cửa biên giới Việt Trung để giao thương, đạt chuyển sang chở hàng tuyến Hà Nội Lạng Sơn. Công việc nhanh có tiền, không phải chạy quá xa như hồi trước, thấy liên xô nhanh nhẹn tháo vát nên đạt nhận làm phụ xe cho mình công việc bê vác thì liên xô làm rất khỏe và nhiệt tình từ khi liên xô đi phụ xe thu đã nảy ra việc nhận làm tổng đại lý bia cho khu vực cầu giấy đường lá ngã tư sở và khu thanh xuân khi bia được chuyển về nhà thu móc nối với các chủ vựa sắp thép phế liệu trên đường đê la thành để thu gom các loại đồng phế liệu mặt hàng đang rất được phía trung quốc ưa chuộng và trả giá cao nhờ vậy chuyến hàng nào cũng có lãi Thấy con trai vất vả sớm khuya Thu hay động viên Thôi con chịu khó vất vả một thời gian nữa Nếu chán làm phụ xe Thì đi học nghề Mẹ đưa vốn mở cửa hàng Liên xô nghe xong chỉ biết gãi đầu gãi tai Do không biết mình thích làm nghề gì Nhiều lúc thấy mẹ hỏi nhiều quá Liên xô bộc bạch Hay con sắm xe xích lô Rồi hành nghề như ông ngoại Nghe con trai nói vậy Thu rơm rớm nước mắt vì nhớ tới một thời cơ cực của cha mẹ ngày xưa. Sợ mẹ buồn, liên xô bèn A nổi. Thật ra, bây giờ xe xích lô lọng vàng để chờ khách du lịch và phục vụ các đám ăn hỏi thôi, không phải chờ hang vất vả như ngoại ngôi xưa trong số khách quen thường ghé quán. Ông Minh thường xuyên đến ăn sáng tại quán của Thu. Nghe nói trước khi về hưu, ông Minh là cán bộ của tỉnh Hà Bắc, vừa chuyển về khu này được vài năm. Ông Minh quá vợ đã lâu, có hai người con đều thành đạt. Cô con gái lớn bằng tuổi Thu, hiện đang công tác trong ngành ngân hàng. Hiện nay, họ sinh sống trong Nam được gần 10 năm, cậu con trai thứ hai lấy vợ và ở trên phố. Về hưu sống một mình nên rảnh rỗi, buổi sáng tập thể dục xong, ông Minh ghé quán làm tô bún, sau đó mua báo về đọc. Chiều đến, ông ra quán nước gọi ấm trà rồi tán chuyện cùng ông thợ sửa xe hay ngồi chơi cờ cùng ông đạp xe xích lô. Sau này thành chỗ thân quen, ông và Thu hai tâm sự với nhau khi quán vắng khách. Chính ông đã cho Thu vay số tiền tương đối lớn khi cô nhập bia vạn lực của Trung Quốc về phân phối. Dù biết ông Minh sắp xỉ tuổi của bố mình Nhưng Thu nhận thấy So với lũ đàn ông cô từng quen biết Ông Minh dù có lớn tuổi Vẫn là người nho nhã Lịch duyệt và có phong độ hơn hẳn Điều cô cảm thấy còn vướng mắc Chính là thái độ của Liên Xô Và hai người con của ông Minh Không biết họ sẽ phản ứng như thế nào Thấu hiểu được tâm sự của Thu Ông Minh quả quyết Em yên tâm Anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với con trai con gái con dâu lẫn con rể anh nhằm đà thông tư tưởng chúng nó liên xô đoán được tình cảm của hai người cậu trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn hễ thấy mặt ông minh liên tránh đi chỗ khác việc này khiến thu cảm thấy khó xử thu chợt nghĩ năm nay cô đã ngoài ba mươi tuổi việc cần có một bờ vai nương tựa trong cuộc sống hay có một người để tâm sự mỗi khi đêm về là khát khao cháy bỏng ngày xưa Thu chớm yêu bố của cu Liên Xô đã phải chia xa. Đến bố thằng Hải Kim cũng vậy. Mỗi lần thỏa mãn xong, lão Hoán lại biến về với vợ con. Thậm chí lúc sinh thằng Hải Kim, lão chưa một lần ở lại thức đêm giúp cô chăm con. Nghĩ đến lão Hoán, tự dưng cô thoáng dùng mình. Trưa nay, ngồi suy nghĩ, Thu chợt nhớ đến bức thư dạo nào. Mở khóa tủ, cô lấy ra bức thư có con tem in cảnh lâu đài khá đẹp của châu âu phần người gửi có ghi tên nguyễn thị thanh hoài địa chỉ thành phố dresden cộng hòa dân chủ đức trong thư người phụ nữ giới thiệu vắn tắt là vợ của thịnh điều này khiến thu bất ngờ và sửng sốt hoài cho thu biết trước khi lấy thịnh cô không biết chồng mình đã có con ngoài giá thú là liên xô gia đình thịnh cũng không biết thu đang sống ở đâu ngoài hà nội Bức thư được viết kín 8 trang giấy, trong đó người phụ nữ nhận là vợ thịnh đã dãi bày mọi nỗi niềm tâm sự. Cuối thư, Hoài khuyên Thu nên cho Liên Xô vào Sài Gòn, rồi xuống Vũng Tàu nhận cha. Hoài ghi rõ địa chỉ cơ quan thịnh ở Vũng Tàu cho mẹ con Thu được biết. Giữa lá thư, Hoài kẹp 500 đêm mát để mẹ con Thu có chút tiền làm lộ phí vào Nam. Cho đến bây giờ, Thu không hiểu làm sao Hoài có địa chỉ của mẹ con cô. Còn việc Hoài phát hiện ra thằng Liên Xô là con rơi của Thịnh, khiến Thu ngạc nhiên. Đang miền man theo dòng suy nghĩ, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Cô quay lại, đã thấy ông Minh tay cầm bó hoa đi vào nhà. Ông hồ hởi nói, Anh phải lên tận quảng bá mới mua được bó hoa dơn này. Em đưa lọ pha lê, tiện tay anh cắm hoa luôn. Nhà vắng người, vì cu hải kim đi học chưa về. Liên Xô đang nhập hàng bên kia biên giới. Tự nhiên thu muốn nghỉ buổi bán hàng chiều nay như đọc được suy nghĩ của cô ông minh nhanh nhẹn ra chốt cửa lại dù cơn bão đã tan nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên mưa vẫn xối xả nhìn nước ngập ngoài ngõ đã mấp mé sát hiên nhà thu vội lấy tấm ván gỗ chặn ngay ngoài cửa để xe máy chạy qua không làm nước tràn vào nhà Thấy con trai cầm ô lội mưa ra đầu ngõ Thu hỏi Mưa gió này con đi đâu vậy con Hải Kim quay lại nói Con ra đầu ngõ đổi băng video về xem cho đỡ buồn Bà mẹ con ăn tối xong Thì trời ngớt mưa Cô Hải đang luôn miệng hỏi Sao bố lâu về Miệng hỏi thế Nhưng khi thấy anh trai bật phim trường bộ Cô cậu chạy ra ngồi trước tivi chăm chú xem Dọn dẹp xong Thu ngồi xem với hai con hàng xóm đã quen lệ, tối nào cũng sang xem nhờ. Nhiều nhà trong xóm có tivi, nhưng mọi người vẫn thích sang nhà Thu xem vì cô là người đầu tiên mua tivi GVC 21 inch màu. Xem vừa nét lại có âm thanh rõ ràng. Nhìn trước cửa nhà lênh láng nước, Thu nhớ hồi sinh Hải Kim. Năm đó do ảnh hưởng của mưa bão nên khắp Hà Nội ngập trong biển nước. Chính Thu phải bế thằng Hải Kim cùng Liên Xô ngồi trên gác xép suốt ba ngày khi dưới nhà đã ngập trong nước hơn một mét. Hồi đó, nếu không có mấy phòng lương khô cùng hơn chục gói mì miliket do lão hoán mua dự phòng, chắc ba mẹ con chết đói. Lần sinh cu Hải Đăng, Thu cảm thấy ấm lòng nhất vì người đưa cô đến viện không phải là bố mẹ mình. Lần duy nhất trong ba lần sinh nở, Cô được cha của đứa bé đưa vào bệnh viện phụ sản và tự tay chăm sóc cho Thu suốt 3 ngày nằm viện. Điều Thu băn khoăn duy nhất là câu cửa miệng, tam nam bất phú. Việc thằng Liên Xô dọn ra ở hẳn bên ngoài khi cô mang thai cô Hải Đăng khiến cô phiền muộn. Sáng sớm tinh mơ, ông Minh đạp xe ra đầu phố mua phở cho hai mẹ con. Ông dặn luôn, hai mẹ con dậy ăn sáng, chút anh đèo Hải Đăng đi nhà trẻ rồi về coi thợ sửa lại nhà cho đỡ ẩm mốc. Nghe chồng nói vậy, Thu ưng thuận ngay. Còn vài tháng nữa là bước sang năm mới đinh sửu 1997. Cô nhầm tính, tuổi 40 đã cận kề trong khi mọi việc vẫn còn đang giang dở. San bánh phở sang bát bé cho con trai, sau đó cô dùng kéo cắt nhỏ bánh phở và chan nước dùng vào, rồi đưa cô Hải Đăng tự xúc ăn. Do Hải Kim phải đi học từ sớm, Thu đưa tiền cho con trai mua quả sáng trên đường đến trường. Nhiều lúc Thu tự hỏi Sao mấy đứa con không được thừa hưởng gen từ bố chúng nó? Thằng Liên Xô dù cận từ bé như thịnh, nhưng ngoài cặp kính ra, cô cậu không hề có điểm gì giống bố. Học hành không qua được cấp 1. Thằng Hải Kim thì ngược lại. Dù mang dòng máu của lão Hoán Châu, suốt 6 năm học, hầu như năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí còn được vào đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng cô Hải Đăng được yêu chiều nhất nhà, vì thể trạng không được tốt. Trái ngược với ông Minh, dù bước sang tuổi 65 còn khỏe mạnh và tráng kiện Nhiều thanh niên không chắc đã theo được Bốn năm trước Khi nghe Thu báo tin mình đã mang thai Ông Minh mừng rỡ Nên đã tổ chức cuộc họp gia đình Để thông báo cho con trai, con dâu, con gái Và cậu con rể Trong buổi họp mặt Thấy không khí có vẻ căng thẳng Cậu con rể ông Minh hiện là quan chức ngành ngân hàng khẽ nói Chuyện này Đúng là hơi bất ngờ Nhưng con nghĩ dù sao bố đã có sự lựa chọn của riêng mình Con sẽ ủng hộ Thấy chồng nói vậy Con gái ông Minh đứng bật dậy Nói gay gắt Bố tàng tiệu với ai không cần biết Nhưng với con Thu thì không ổn Nó không chồng lại có hai đứa con Chứng tỏ loại đó không lương thiện gì Nó bằng tuổi con Vậy bố định rước về làm mẹ kế Con không bao giờ chấp nhận Con nghĩ chắc gì cái thai là của bố Nghe xong Ông Minh chỉ muốn cho con gái cái bạt tai vì quất quá Nhưng ông cố kìm nén cơn giận Rồi quay sang nhìn vợ chồng anh con trai Xem chúng nó có suy nghĩ gì Thấy bố chồng nhìn mình Người con dâu vội nói ngay Việc này con không có ý kiến gì đâu Bố tham khảo chồng con là được Thấy vợ nhắc khéo Anh con trai rụi tàn thuốc lá rồi thùng thẳng nói Mẹ con mất hơn hai chục năm rồi Bố gà trống nuôi con suốt thời trẻ khỏe Bây giờ về già sống vào võ một mình không phải là điều hay con mong bố tìm được một người đứng tuổi tâm đầu ý hợp để nương tựa nhau lúc tuổi già ai ngờ bố lại có con với người trẻ quá rồi sau này lâm vào cảnh cha già con cọc quả thật nhìn trước thấy bố như vậy con không an lòng thuyết phục hai con không được ông minh quyết định bán ngôi nhà đang ở sau khi chia phần cho hai người con phần còn lại ông đưa cho thu một nửa số tiền Nửa còn lại ông thuê thợ về xây thêm hai tầng và mua sắm nhiều đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh. Khi thu sinh con trai, ông đặt tên con là Hải Đăng. Sống với nhau thấm thoát được 4 năm, Thu cảm thấy an lòng bên ông Minh. Việc kiếm được một tấm chồng chu đáo và hào hiệp quả không dễ. Ông Minh luôn dành thời gian để kèm cặp và phụ đạo thêm cho cô Hải Kim trong học tập. Tuy nhiên, Thu vẫn canh cánh trong lòng Chuyện cu Liên Xô khi biết ông Minh sẽ dọn về ở cùng mấy mẹ con Liên Xô đã nói Dù bác Minh có xây thêm vài tầng Con vẫn không thích sống chung nhà với người lạ Mặc cho Thu nhỏ to tâm sự Lẫn van nài Liên Xô kiên quyết sách vali ra khỏi nhà Và bắt đầu cuộc sống tự lập Khi bước sang tuổi 21 Do theo xe chở hàng tuyến Hà Nội Lạng Sơn Không còn kiếm được như trước liên xô cùng lái xe đã chuyển sang chuyên trở vật liệu xây dựng cho các công trình nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa tăng cao công việc của liên xô bận tối mặt suốt mấy năm trời cậu chỉ ghé về qua nhà vào dịp tết ăn cùng mẹ và hai đứa em được bữa cơm rồi mất hút may cho thu khi vắng liên xô mọi việc trong nhà được chồng cô sắp đặt chu đáo với mức lương hưu cao cộng với khoản tiền tiết kiệm ông đỡ đẩn cho thu nhiều trong cuộc sống Điều quan trọng nhất, hàng đêm Thu có người bầu bạn tâm sự và chia sẻ nhiều tâm sự thầm kín. Cô không còn chịu cảnh cô đơn như trước. Sáng nay, ông Minh lên Ủy ban Nhân dân quận, nghe nói chuyện về tình hình thời sự thế giới. Trên đường về, chợt nhớ Thu thích ăn món chả nhái, ông liền đạp xe vào làng Khương Thượng để mua. Kể từ ngày chung sống cùng Thu và trăm thằng cu hải đăng, hai đứa con ông không một lời hỏi thăm đến bố thi thoảng cậu con rể trong miền Nam Hay cô con dâu có gọi điện hỏi ông cho phải phép Nhà ông có lắp điện thoại bàn Do muốn tránh cho các con khó xử khi gọi điện gặp thu nhấc máy Dù không có nhu cầu Ông vẫn sắm con điện thoại Startup X để tiện liên lạc Bán hàng xong đã gần trưa Thu chuẩn bị cơm nước để chồng và cô Hải Kim đi học về ăn cùng. Hải Đăng được gửi trường mẫu giáo đến chiều mới phải đón về. Do nắng nóng liên tục có người chạy sang mua đá về pha nước giải khát chồng cô mua cho bà mẹ con chiếc tủ lạnh saratop hóa ra nó đem lại một nguồn thu nhập khá tốt nhiều hàng chè đỗ đen luôn đặt thu chạy đá từ hôm trước để có đá bán hàng tiếng điện thoại bản vang lên cô nhấc máy nghe vì đoán chắc mấy bà bán chè ngoài phố đặt thêm vài khay đá như mọi khi hoặc liên xô gọi về tuy không nói ra miệng thu luôn mong điện thoại của con trai lớn Hải Kim đi học về, vừa vào đến cửa, cô cậu hốt hoảng khi nhìn thấy mẹ nằm ngất lịm bên chiếc điện thoại bàn đang tút dài. tại bệnh viện phụ sản trung ương thu cùng con trai chuẩn bị đón chào thành viên mới của gia đình khi bác sĩ thông báo sản phụ đã sinh được một bé gái nặng ba cân hai thu cùng liên xô vui mừng khôn xiết lúc đón đầu tay cháu bé mọi người trong viện không ai nghĩ bà nội trẻ đến vậy riêng thu niềm vui lần này lớn hơn tất thảy cô nhớ lại lần hạ sinh liên xô chịu bao đắng cay tùi nhục ngày đó bởi vì hàng xóm làm ở nhà hậu sinh đống đa ngay gần nhà, bố mẹ cô đã chọn cây đa nhà bò xa hơn vì muốn tránh lời ra tiếng vào. Năm ngoái, khi con trai dẫn người yêu về ra mắt và ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới, Thu có chút lưỡng lự bởi cô vừa tròn 41 tuổi, trong khi bà thông gia gần 80 tuổi. Xét về tuổi tác, Thu còn kém tuổi ông anh lớn của Hân là người yêu của Liên Xô. Trong lúc còn đang suy tính xem có nên hoãn đám cưới của con trai không, Thu nhận thấy khi ngồi ăn cùng mọi người con bé hân có dấu hiệu nôn khan vốn là một phụ nữ từng trải sau bữa ăn thu cầm tay hân khẽ hỏi cháu có thai với liên xô rồi phải không hân nghe thấy hỏi vậy bèn cúi đầu lý nhí thư thật mọi chuyện cùng là phụ nữ thu nhớ lại cảnh ngày xưa mình mang thai liên xô với muôn vàn đắng cay cô đã an ủi hân yên tâm tĩnh dưỡng lo cho cái thai trong bụng đừng suy nghĩ nhiều quá Ngày tuần sau đó, Thu cùng con trai về Ninh Bình để gặp mặt nhà gái. Đám cưới được ấn định tổ chức luôn trong tháng. Do cô dâu đang mang thai, nên nhà gái vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình của nhà trai. Không giống như nhiều kẻ bò của chạy lấy người. Hôm đến xin dâu, bà thông gia đã nắm tay Thu cảm động nói. Nó là con út trong nhà, nên có phần được nuông chiều. Bây giờ, nó thành con của bà. Mong bà dạy dỗ cháu thêm phủ rể cho liên xô là cậu em trai hài kim bây giờ đã thành sinh viên đại học sư phạm khác với lão bố đẻ thấp lùn hài kim cao lớn và có nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ nhưng anh chàng mài lo việc học hành phấn đấu lấy nhau xong hai vợ chồng liên xô thuê cửa hàng để kinh doanh vật liệu xây dựng ngay đường láng cho gần mẹ và hai em dù rất muốn theo nghề lái xe do cận nặng nên liên xô phải chọn buôn bán tổ chức đám cưới cho con trai được trọn vẹn và chu đáo, trong lòng Thu vẫn canh cánh nỗi niềm. Việc ông Minh sách vali rời bỏ mẹ con cô từ nhiều năm trước khiến Thu vô cùng hụt hẫng. Dù hết lời giải thích lẫn van nài, ông vẫn quyết dứt áo ra đi. Ngày đó, Thu cùng Hải Đăng đứng nhìn theo bóng ông Minh khuất dần trên cầu Long Biên. Tự nhiên, cô nhớ đến câu thơ ngày xưa từng đọc trong sách. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng bóng chiều không thắm không vàng vọt sao đầy hoàng hôn trong mắt trong sự việc xảy ra từ năm năm trước đến hôm nay thu vẫn nhớ như vừa xảy ra hôm đó trong lúc chuẩn bị khay đá để bán cô nhận được điện thoại từ bệnh viện nhi thông báo hải đăng lúc vui chơi ở nhà trẻ do các cô mẫu giáo bất cần nên thằng bé đã ngã lộn nhiều vòng từ cầu thang xuống khi đưa vào cấp cứu do mất nhiều máu nên bệnh viện muốn người nhà đến thử máu để truyền ngay cho cháu bé nghe đến vậy thu thấy trời đất quay cuồng và tối sầm ngay trước mặt khi mở mắt ra cô thấy ông minh và hải kim đang ở bên cạnh biết tin hải đang gặp nạn mọi người vào ngay trong viện xin thử máu dù là bố mẹ đẻ thu và ông minh đều không trùng nhóm máu trong lúc nguy cấp rất may cậu đạt lái xe cùng nhóm máu nên việc truyền máu được tiến hành ngay sau đó kể từ hôm hải đăng xuất viện thái độ của ông minh dần thay đổi không còn ân cần chăm sóc mấy mẹ con như trước ngược lại ông luôn nhìn thu bằng ánh mắt dò xét nhiều đêm tình giấc thu ngạc nhiên vì có mùi thuốc lá cô xuống dưới nhà thấy chồng đang trầm ngâm bên điếu thuốc đây là điều lạ vì ông minh đã bỏ thuốc từ rất lâu đoán có chuyện chẳng lành thu gặng hỏi nhưng chồng già không hé nửa lời không nói với mẹ con thu chồng cô lặng lẽ đạp xe về quê bên từ sơn ở đó vẫn còn nhà thờ họ và mảnh vườn hương hỏa do cha ông để lại có lẽ ông thấy hối hận vì không nghe lời các con cái câu tò vò mà nuôi con nhện khiến ông nghẹn đắng trong lòng ông minh thuê người dọn dẹp sân vườn quét vôi lại gian từ đường thắp hương kính cáo tổ tiên sau đó mua chiếc phản con kê ngay góc trái của nếp nhà thờ tổ mặc cho hai mẹ con thu níu kéo ông quyết trở về sống nốt phần đời còn lại nơi chôn nhau cắt rốn khi bình tâm nghĩ lại thu không dám chắc thằng hải đăng có phải là con ông minh hay không cô nhớ rõ hồi đó trước khi quen ông minh ít lâu trong một lần bê các thùng bia vạn lực vào trong nhà liên xô đã xin mẹ đi xem phim tại pha phim ở ngã tư sở tối hôm đó hải kim còn bé nên đi ngủ sớm thu nướng sáu con mực và ngồi uống bia với cậu Đạt lái xe. Hai chị em uống hơn chục chai bia nên bắt đầu ngà ngà say. Liên Xô quen tính lêu lồng, đi xem phim nhưng nửa đêm không thấy mò về. Khi Thu và Đạt uống xong, chính cô không hiểu tại sao mình lại chủ động trước. Cô là thiếu phụ, lâu ngày vắng bóng đàn ông, còn Đạt khi đó gần 30 tuổi nhưng chưa có gia đình. Hai người đã quấn lấy nhau cuồng nhiệt và đam mê. Sau đó, Thu và Đạt ôm nhau ngủ dưới nền nhà cho đến khi trời gần sáng. Nhằm tránh bị phát hiện, Đạt mặc quần áo, ra xe, chui vào cabin ngủ tiếp, còn Thu đi tắm cho tỉnh táo. Sự việc tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Khi ông Minh về sống chung với mẹ con Thu, cậu Đạt lái xe sau đó lập gia đình. Nhưng việc Hải Đăng vào viện là nguyên nhân cho mọi thứ tàn vỡ. Mài đắm chìm trong suy nghĩ, Thu không nghe thấy tiếng đứa cháu nội đang khóc vì tình giấc. Có lẽ tiếng điện thoại đề bàn réo vang là nguyên nhân khiến cho bé giật mình. Thu bế cháu dỗ dành và nhấc điện thoại lên, rồi dập xuống để ngắt tiếng chuông đang đồ từng hồi dài. Từ ngày chuyển về phố Lê Đại Hành, cuộc sống của bà Thu dễ chịu hơn hẳn, không còn cảnh thức khuya dậy sớm, lo bán hàng buổi sáng như hồi trước. Ngôi nhà có ngõ rộng gần sở xây dựng cùng nhiều văn phòng, bà Thu mở quán cà phê ngay tầng 1. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm bà sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con trai thứ hai. Hải Kim sau khi ra trường, xin về dạy học tại một trường tiểu học có tiếng của thủ đô, còn giàu tương lai cũng là cô giáo đồng nghiệp. Bà Thu tự hào nhất về cậu út Hải Đăng, bây giờ là sinh viên đại học ngoại thương. Dạo này cô cậu bận làm tình nguyện viên, phục vụ cho đại lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội, nên đi suốt ngày. Mỗi sáng, cậu con lớn đều lái xe ô tô, chờ hai đứa con tới trường Vân Hồ, ngay gần nhà bà nội học đến trưa hai chị em dắt nhau về bà ăn cơm sáng nay bà thu đi tập thể dục ở công viên về vừa dựng xe đã thấy liên xô bước tới nhìn thấy con trai ngập ngừng như muốn nói điều gì bà thu mở cửa để hai mẹ con vào trong nhà liên xô khẽ hỏi mẹ có nhớ cô liên ngày trước ở ngõ nhà giàu không Mẹ và cô Liên học cùng nhau từ lớp vỡ lòng đến tận cấp 3. Thế có chuyện gì vậy con? Liên Xô rút trong túi áo ra một phong thư có đề tên người gửi là Hoàng Văn Thịnh. Thấy lá thư, bà Thu thấy choáng váng bèn ngồi xuống mép ghế. Liên Xô cho biết cô Liên làm việc trong vũng tàu nên đợt trước có đem theo bức thư này ra Bắc nhưng vì bà đã chuyển về đây nên cô ghé cửa hàng của vợ chồng cậu để nhờ đưa tới tay bà cô liên nói đợt tới thu xếp được thời gian cô sẽ gọi điện và hẹn gặp bà có việc liên xô định hỏi tiếp nhưng lại thôi có vẻ như anh đoán ra được điều gì đó dù cậu con lớn lái xe về cửa hàng từ lâu bà thu vẫn ngồi thận thờ bên cạnh bức thư để trên bàn có những việc tường chìm dần vào dĩ vãng bỗng nó hiện về khiến bao ký ức buồn tồi lại ùa về như mới ngày nào Thời gian thấm thoát đã 36 năm trôi qua kể từ ngày bà ngóng theo đoàn tàu liên vận quốc tế chạy qua cầu Long Biên. Nếu không có khách ghé vào quán, có lẽ bà vẫn đắm chìm trong dòng hoài niệm đầy day dứt. Cất bức thư vào ngăn kéo, bà thu pha cà phê theo yêu cầu của khách. Cả ngày hôm đó, bà thấy mình như đi trên mây. Thời tiết mới chớm thu nên vẫn còn nắng oi ả à. cuối giờ chiều liên xô đến đón hai đứa bà thu đóng cửa hàng sớm và biết hai cậu con trai chắc tối nay về muộn như mọi khi còn lại một mình bà run run bóc lá thư ra đọc nét chữ gần bốn mươi năm nhưng bà vẫn nhận ra bà thu lặng lẽ đọc lá thư được viết kín tám trang giấy từng dòng chữ trong thư như những mũi kim xuyên thấu tâm can của bà khiến những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trong thư ông thịnh nhắc tới con búp bê đã gửi về cho bà cùng bức thư tất cả đều không đến tay người nhận cuối thư ông có hẹn cuối năm sẽ bay ra hà nội để gặp bà vì còn nhiều chuyện bức thư không thể nói hết được cuốn sổ tay ông thịnh đã viết lưu bút khổ thơ của hàn Mặt Tử khi xưa bà đã đốt từ lâu vì uất hận nhưng nét chữ hôm nay khiến bà nhớ về khổ thơ định mệnh đó chuyến bay của hãng hàng không đáp xuống sân bay Frankfurt. Bước ra cửa, ông Thịnh thấy con gái Bạch Dương đón mình. Đích thân ông Von Franksson là chồng của vợ cũ, tự tay lái xe đưa ông Thịnh về trung tâm Frankfurt am Main. Mặc dù con gái và vợ cũ muốn ông về nhà họ ở, ông quyết định chọn thuê khách sạn ngay gần Romerburg, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở đó. Sở dĩ ông chọn địa điểm này vì nó gần nhà thờ Frankfurt nơi sẽ cử hành hôn lễ cho con gái với một kỹ sư người Đức. Con gái ông sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại ngân hàng Deutsche Bank. Ở nơi đó, Bạch Dương đã tìm được một nửa của đời mình. Bữa tối chiêu đãi ông Thịnh được vợ cũ cùng con gái và con rể tổ chức tại một nhà hàng truyền thống trong vùng. Trong bữa ăn, bà vợ cũ tham khảo ý kiến ông Thịnh, bởi theo truyền thống, bố cô dâu sẽ khoác tay con vào thánh đường làm lễ. Bà vợ cũ hỏi ông, Tuy không nói ra Bạch Dương muốn được cả hai ông bố cùng đưa mình tới bàn thờ chúa Vậy anh thấy thế nào? Nghe bà Hoài nói vậy Ông Thịnh liếc nhìn sang ông Von Khang Son Rồi điềm đạm nói Tôi sẽ đưa con gái đi một nửa chặng đường trong nhà thờ Sau đó bố dượng con bé sẽ đưa tiếp đoạn đường còn lại Nghe ông Thịnh nói vậy Bà Hoài cay sang dịch lại nội dung câu chuyện cho chồng mình nghe Ông Von Frangson đã không kìm được nỗi xúc động vội đứng lên ôm ông thịnh vào lòng luôn miệng nói cảm ơn đám cưới của bạch dương diễn ra suôn sẻ hai ông bố đều rơi lệ những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày vui của con gái dù được gia đình vợ cũ và con gái mời ở lại chơi ông thịnh vẫn quay về việt nam ngay sau lễ cưới một ngày tận dụng thời gian này ông muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của cha mẹ mình khi còn sống Ông sẽ đưa di cốt của các cụ về quê tại Hưng Yên để an táng, rồi tìm lại giọt máu rơi của mình sau gần bốn thập kỷ. Trước khi sang Đức, ông nhờ một đồng nghiệp làm cùng cơ quan trao cho người yêu thùa nào một bức thư. Người này chính là bạn học ngày xưa của bà Thu. Đầu giờ sáng, ông Thịnh đã có mặt tại trại giam Gia Trung của tỉnh Gia Lai. Sau khi làm thủ tục thăm phạm nhân, ông lặng lẽ ngồi đợi trong căn phòng rộng. Trong phòng đã có nhiều gia đình ngồi chờ như ông. Bà Hoàn, vợ ông, sau nhiều năm lần trốn, đã bị bắt trong một vụ lừa đảo lớn khác tại Trà Vinh. Tòa án đã tuyên phạt bà Hoàn mức án tù trung thân với các tội danh phạm phải. Bà mới chấp hành hình phạt được 8 năm, nên ngày hoàn lương để trở về còn rất xa. Đúng 8 giờ, những phạm nhân có người nhà đến thăm nuôi xuất hiện. Ông Thịnh ngồi đối diện với vợ mình trong tâm trạng khó tả ông thở dài nói còn bốn tháng nữa tôi nhận quyết định nghỉ hưu tôi sẽ về ngoài bắc sống nên không vào thăm bà thường xuyên được bà hoàn gật đầu vẻ cam chịu dù sao bà là người đã gây ra mọi chuyện ông thịnh nói tiếp tôi giao bán căn nhà quận hai số tiền bán nhà tôi sẽ nộp cho tòa án để khắc phục một phần hậu quả do bà gây ra Hy vọng bà sẽ được xem xét giảm án trong thời gian tới. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp. Bà Hoàn miệng lý nhí cảm ơn chồng, con nước mắt tuôn rơi. Ông Thịnh mở kẹp file, lấy ra một tờ giấy, đưa cho bà rồi khẽ nói. Tôi muốn xin bà chữ ký vào đơn ly hôn. Sau hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi. Nghe chồng nói vậy, bà Hoàn im lặng, cầm bút ký vào lá đơn vì biết rõ việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến thời gian thăm thân chưa hết vợ chồng ông thịnh đã đứng lên mỗi người đi vào một hướng đây là lần cuối ông thịnh gặp vợ mình dù sao mảnh đất phương nam không còn gì để ông phải lưu luyến đón cơn gió mùa đông bắc đầu tiên của năm. Thời tiết xe lạnh, dường như mọi người vội vàng hơn ngày thường. Từng đợt gió thổi khiến mặt nước hồ Tây nổi sóng. Tại chùa Kim Liên, sau khi dân hoa cúng Phật tại gian Tam Bảo, bà Thu lặng lẽ ra chiếc ghế đá kê ngay ngoài sân chùa ngồi đợi. Khi xe taxi đỗ gần cổng chùa, bà thấy rõ người tình một thủa từ trên xe bước xuống ngày chia tay cả hai còn rất trẻ khi gặp lại mái tóc đều pha xương hai người đều bối rối nhìn nhau trong giây phút gặp mặt sở dĩ bà hẹn gặp ông thịnh tại chùa kim liên bởi chính tại đây chàng sinh viên năm nào đã thề non hẹn biển với cô nữ sinh trung học là bà thời gian như ngừng trôi nơi cửa phật thanh tịnh bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy cay đắng ba thú chậm rãi kể cho ông thịnh nghe những gì bản thân cùng gia đình đã trải qua vào thời gian đó. Giai đoạn tồi nhục và đắng cay như một thước phim quay chậm dần hiện về qua từng câu nói. Bà Thu ngừng kể đã lâu, ông Thịnh lặng người, tháo kính ra khỏi mắt để lau những làn hơi nước làm mờ đi tầm nhìn. Nhìn ánh nắng dần tắt, bà Thu nhẹ nhàng nói, Người trí thức như các ông rất hèn luôn đồ tại hoàn cảnh nên không dám đối mặt với thực tế. Thằng liên xô sẽ cảm thấy thế nào khi thấy ông đến nhận cha con sau từng đó năm? Ra phà nhà ông lẫy lừng, toàn người tài cao học rộng, trong khi liên xô tay hèn sức mọn, sao dám chen vào đó được? Bỏ mặc ông thịnh ngồi lại sân chùa, bà thu đạp xe về nhà, lo cơm tối cho mấy đứa con và cháu của mình. bóng bà quất dần sau làn sương khói bốc lên từ hồ tây lộng gió gần 6 giờ sáng những công viên thống nhất đã đông nghẹt người đi tập thể dục từng tốp thuộc đủ các lứa tuổi thong thả đi bộ quanh hồ bảy mẫu đám thanh niên trẻ khỏe chạy với tốc độ trung bình ở nhiều khu vực khác có nhiều phụ nữ tập thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ những chiếc đài cassette hoặc tiếng hô hu của huấn luyện viên ngồi ở ghế đá ngay gần mép hồ Ông Thịnh lặng lẽ quan sát một nhóm phụ nữ trung niên, các bà đang nhảy theo điệu rumba sôi động. Ánh mắt của ông chăm chú quan sát từng động tác của người phụ nữ sắp xỉ 60 nhưng vẫn đẹp và nhanh nhẹn. Khi kim ngắn đồng hồ trên tay chỉ sang đúng số 7, các bà nghỉ tập rồi tỏa ra mọi hướng. Ông Thịnh lập cập mờ chiếc bình ủ mang theo từ sáng, vội rót ra một cốc nước còn ấm. Đợi bà Thu lại gần, ông đưa cốc nước rồi nói: Bà uống cốc nấm linh chi cho ấm. Đưa cho bà Thu chiếc khăn tay mới tinh để lau mồ hôi trên mặt, ông khẽ hỏi: "Sáng nay tôi muốn mời bà lên phố cổ chơi được không?" Khẽ lắc đầu, bà Thu nói luôn không cần suy nghĩ: "Các cháu tôi hôm nay nghỉ học nên tôi phải về chăm chúng." "Thế chuyện kia, bà đã nói gì chưa?" Bà Thu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: thôi hãy để mọi chuyện như nó vẫn vậy không để cho ông thịnh nói tiếp bà thu đứng lên dắt xe đạp hướng ra phía cổng công viên ông thịnh nhìn theo đến khi không còn thấy bóng của bà thu ông đứng dậy bước ra cổng bắt taxi lên khu đô thị eco park ngồi trên xe trở về nhà ông ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua ngày đó ông là chàng sinh viên năm thứ nhất của trường đại học tổng hợp hà nội bà thu là cô bé học sinh lớp 10 chính ông trước khi sang liên xô du học đã chép tặng cô bé thu bài thơ đây thôn vĩ dạ của nhà thơ hàn mặc tử vào sổ tay thay lời lưu bút với những câu đầy da diết mơ khách đường xa khách đường xa áo em trắng quá nhìn không ra ở đây sương khói mờ nhân ảnh ai biết tình ai có đậm đà vào tối mùa đông năm 1974, khi chuyến tàu liên vận quốc tế chạy qua cầu Long Biên lên Đồng Đăng, rồi qua Trung Quốc, để từ đó đoàn du học sinh sang Liên Xô học tập, cuộc đời của đôi bạn trẻ chính thức rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Đúng 40 năm sau, kể từ cuộc chia tay năm nào, họ có dịp gặp lại nhau trong hoàn cảnh khá trớ trêu. Ở tuổi 80, nhưng cụ Minh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn hàng ngày cụ tự mình lau dọn mấy gian từ đường rồi chống gậy đi chơi quanh làng quê hương cụ có truyền thống cách mạng từ xa xưa đội thiếu niên du kích xã đình bảng được vào sách văn học tết này con cháu họ mạc và dân làng sẽ tổ chức lễ mừng thượng thọ cho các cụ vào tuổi 80. cụ minh còn vinh dự nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng theo lệ cũ của làng xã cỗ khào không thể thiếu món thịt chuột đồng đặc sản nức tiếng quanh vùng Từ sơn cụ minh chống gậy từ nhà văn hóa thôn trở về nhìn thấy cánh cổng mở toang bước vào trong sân cụ thấy xe máy biển 29 và nghe có tiếng người cháu họ đang nói chuyện với ai trong gian từ đường linh tính như mách bảo điều gì cụ chống gậy bước gấp gáp tới bậc thềm tam cấp trời đêm qua có mưa khiến nền sân gạch có rêu trơn trượt Cụ Minh mất thăng bằng Ngã sấp mặt Được cô con gái dìu ra ngồi bên hiên nhà sưởi nắng Cụ Minh thấy ấm áp hơn ngồi trong nhà Dù đắp chăn Từ ngày về hưu Con gái cụ thường xuyên về chăm sóc bố già Mọi hiểm khích xưa đều bỏ qua Con trai và con dâu cũng vậy Tranh thủ lúc cụ chưa ngủ gà gật Bà con gái bèn hiến kế Con nghĩ kỹ rồi việc cậu hải đăng có phải là giọt máu gia đình mình hay không cần phải làm xét nghiệm adn nếu bố đồng ý con sẽ tiến hành luôn dù con gái nói xong cụ minh có phải đăm chiêu suy nghĩ bởi từ sau lần bị ngã cụ hạn chế đi lại nhiều do sức khỏe mỗi ngày một kém con gái cụ nói tiếp mấy đứa con gái của con đang tuổi yêu đương sự đời trớ trêu nếu không xét nghiệm huyết thống biết đâu lại xảy ra cơ sự chú yêu nhầm cháu thì đúng là vô phúc mục mà nghe con gái nói vậy cụ minh gật đầu đồng ý chỉ đợi có vậy bà con gái lấy chiếc kéo cắt một nhúm tóc bạc và bấm thêm móng tay của cụ cho vào một túi ni lông ánh nắng sớm chiếu vào thân hình già nua của cụ già đã bước sang tuổi 84 như thường lệ cụ minh ngủ gà ngủ gật bên hiên nhà thời gian như lắng đọng và ngừng trôi trong khung cảnh trầm mặc này. Nhờ sự hợp tác của Hải Đăng, sau đó ít lâu đã có kết quả xét nghiệm ADN. Tay cụ mình run run với xúc động khi cầm tờ kết quả xét nghiệm do con gái trao cho. Cuối cùng, cụ đã chút bỏ được gánh nặng trong lòng suốt 15 năm. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua, cụ ân hận vì đã vắng mặt bao năm trong cuộc đời con trai mình. Đúng vào giai đoạn đứa trẻ cần có sự dìu dắt của người cha, bốn năm trước tại đền đô nơi thờ tám vị vua triều lý được nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm viếng bởi nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngàn năm thăng long hà nội chính hải kim khi biết em trai hay dẫn đoàn về đền đô đã rủ em trai hỏi thăm nhà cụ minh hải kim tuy không phải là con đẻ nhưng được cụ minh kèm cặp trong việc học hành rất nhiều trân trọng nghĩa cử đó nên hải kim vẫn muốn em trai tìm và nhận bố Do cụ Minh là người có tiếng trong vùng, việc tìm nhà cụ ở đình bàng không quá khó với hai anh em. Sau hơn chục năm xa cách, cuộc gặp mặt lại có tình huống bất ngờ. Cụ Minh do bất cẩn đã ngã ngay bậc thềm nhà khiến hai anh em Hải Kim và Hải Đăng vội chạy ra bế cụ vào nhà. Ngày cụ rứt áo bỏ đi, Hải Đăng là thằng bé 4 tuổi, bây giờ đã thành chàng sinh viên cao lớn. Nhìn Hải Đăng giống mình thua còn thanh niên, cụ Minh thấy hối hận trong lòng nên nắm chặt tay Hải Đăng mà không nói nên lời. Từ sau lần gặp mặt đó, hàng tháng, Hải đăng phi xe máy về thăm cụ Minh. Bà Thu biết việc con mình hay về từ Sơn thăm cha, nhưng không nói gì. Khi con trai thông báo kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Hải đăng cùng huyết thống với cụ Minh, bà đã bật khóc. Có lẽ, giống như cụ Minh, bà đã chút bò được nỗi niềm sâu kín đè nặng tâm can suốt mười mấy năm qua. Cụ Minh ra đi trong thanh thản sau đó vài tháng bà thu đưa con trai về chịu tang theo đúng đạo lý sau đám tang con trai và con gái của minh đón tiếp bà thu chu đáo như với bậc bề trên có lẽ thời gian đủ dài làm người ta bao dung hơn và không còn thành kiến như trước kia sau nhiều tuần cân nhắc bà thu quyết định tổ chức buổi gặp mặt giữa ông thịnh và liên xô việc đồng ý để hai cha con gặp nhau có lẽ xuất phát từ chính việc nhận cha của cậu út bà thu mở điện thoại tìm số của ông thịnh rồi bấm máy gọi đầu bên kia tiếng nhạc chờ vang lên bài hát đôi bờ nổi tiếng của nga đến dài qua dưới mưa rơi em mong chờ anh tới cây có hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời Lòng em riêng biết có yêu anh giữa tình đôi lứa ta Một dòng sông, sông nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa Trên dòng sông, xanh đôi nhau, thiên nga đùa trên sông Bên bờ sông, vai xanh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng mình em riêng đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha Một dòng sông sông nước long lanh đôi bờ đầu cách xa Đêm dần qua anh ban mai đang lan tràn dâng tới trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha. Một dòng sông son nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa